Xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại thì mình đang ở trụ sở tiếp công dân trung ương của số 1 Ngô Thị Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và ngay ở bên cánh phải của trụ sở là gồm có một số đám tự xưng mình là dân oan và đang biểu tình ở đây, đang tụ tập ở đây để nhận tiền từ một bà sư. Từ một bà sư mà không biết được bà sư là thật hay là sư giả thì mình cũng không phán xét, nhưng mà là tất cả tụ tập ở đây và là mắc hết cả lều trỏng, rồi là ăn dầm nằm dề ở đây, bắt cả lều ở đây để ở giữa một thủ đô ở đây và làm mất mê quan đô thị của cả một thủ đô Hà Nội này. Chưa nhìn này, đây mình sẽ zoom mình sẽ zoom gần vào biết, luôn đây này biết, mình sẽ đọc những cái tờ tố cáo này này. Đây, mọi người có thể nhìn rõ cái tờ tố cáo này, mình đang ở trên xe ô tô. Em đây. Em đây. Cả tờ cái tố cáo này. Nghĩa hiểu cái dân oan ở đâu ra mà cả tố cáo này. Đây toàn là biển tố cáo này. Cả một bà sư chùa đang đứng đây này. Hiệp này. Đấy. Hành động là hành động rất là gây xấu mỹ quan đô thị của thủ đô Hà Nội, là bà sư này, bà mặt bà sư này. Mọi người có thể xem ở trên YouTube biết kênh Việt Vision thì là sẽ có thể thấy rất là nhiều bà sư này là xuất hiện rất nhiều trong những cái mà biểu tình rồi là bạo động để mà là chống lại đường lối của quốc gia nhá. Này. Này một đám dân oan này. Này, đứng là chống lạnh rồi là đứng gãi đít gãi mông này. Này thấy không? À, bên đằng sau này đây này. Anh ơi, hôm nay ngày của anh ạ. Này. Mắc cả chiếu. Đấy. Mọi người thấy không? Thấy không? Dân oan bắt cả lều luôn để ghi đề, rồi là để tính bảng đề này. Oan cái gì mấy bà này? Toàn cờ bạc. Cô Sắc ơi, cháu đang ở dưới Hà Đông cô Sắc ạ. Tình cờ đi ngang qua đây để về ăn cưới thôi thì là thấy một đây, toàn dân oan phải là sư này, sư dùng hẳn iPhone để quay clip lại xong rồi là để chụp ảnh này. Sư này, sư nhìn sư này. Sư là sư đang phỏng vấn để gửi sang cho hải ngoại để mà lấy tiền của hải ngoại về này. Sư dùng iPhone cho nháy này. Thấy không? Này sư này, sư quay dân oan này, đấy để phỏng vấn đấy. Đấy, phỏng vấn bế hai bằng này để gửi tiền đấy. Mọi người thấy có nhìn thấy có vô lý không? Rất là bức xúc luôn với cả cái đám thần kinh này, răng quậy này ở đây là làm này, bẩn hết cả này. Chúng nó mang hết cả rác rưởi ra đây là để xuất đống lên cả cổng trụ sở tiếp dân của trung ương này. Này. Đây, dân oan đây, dân oan gì mà nhìn này. Trông chán đời không? Mọi người chia sẻ ngay clip này hộ cho chung để cho tất cả mọi người cũng biết được là đám này nó đang làm trò răng quậy ở dưới này nha mọi người nhá. Mình đi qua mà thấy rất là bức xúc. Đấy, sư này, sư chụp ảnh xong rồi quay ra này. Tí hết cho tiền người dân bây giờ này. Bà này bà thuê mà. Này sư là cầm điện thoại này. Sư này. Này sư này, này tí đã gọi chuyện clip này. Ôi giời, dùng còn nhanh hơn cả người thường. Sư là không được internet cái thứ mà đúng không? Sinh sư là ở tịnh tâm mà sao này, nhét luôn cả vào háng kìa sư kìa. Sư này là sư gì đấy? Phát gạo cho dân à? Mang gạo đến để à, bà này là bà ấy tiếp tế lương thực trong bọn này để mà ăn uống ở đây, để mà ăn vạ ở đây, hiểu không? Mọi người chia sẻ đi. Đây sư là sư chỉ thẳng mặt người khác kìa. Bà đang tuyên truyền đấy. Tuyên truyền phản động. Đây nhá, mình đang nhá mọi người nhá, mình đang ở ngay cổng của trụ sở tiếp công dân trung ương luôn nhá. Em bảo chị chuyển từ cho em từ hôm qua, bảo không được này, rồi. Số 1 Ngô Thị Nhậm này, ở em đường Quang Trung, Hà Nội rồi. Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội này. Này, một số thành phần đang làm láo lặn thủ đô Hà Nội này, sư này, sư là nhìn sư này. Không, nếu mà không chuyển được thì phải bảo em để toàn em bảo người vào lấy thôi. Thật mà mọi người chưa chia sẻ clip vào đi mọi người ơi. Để cho mọi người biết được thế nào là mẹ bọn này đang làm láo lặn cả lên này. Mẹ ơi, đây là ở Hà Đông mẹ ạ, con đang xem phản động này. Thì đánh nhau. Này, nhìn này.
biểu tình mới cả là kiện cáo dân oan này mọi người này, rằng cái cả biểu ngữ này là tôi là dân oan, tôi kiện cáo, tôi phản đối các thứ này này. Hôm nay là mình tận mắt chứng kiến, nhưng mà khi nào mình chỉ xem qua kênh trên mạng thôi, nhưng hôm nay mình tận mắt chứng kiến luôn này, toàn là những cái loại mà sư giả xong rồi là bàn tán xong rồi là đi tuyên truyền phản động này, mà ở giữa trụ sở tiếp dân nhân này luôn này, chống đối này. Cháu gặp cô Thoa, vâng ạ, cháu đang ở Hà Nội ạ. Cô ơi, đây là giả sư các bạn, sư mà dùng điện thoại, cô xác nhớ. Dùng điện thoại trắng này, xong rồi là nhó nháy, xong rồi đây này là đang múa mà quay cuồng này, sư này, chửi láo như rươi này. Đấy này, sư này. Bà này, bà múa chứ bà không phải sư đâu cô. Sư mà như này á, sư chống lạnh này. Này, sư này. Trương Trần Văn Trương đúng rồi đấy anh ạ, làm gì có bọn sư làm mà bọn này hổ mang thật đấy chứ. Anh nhìn này, này càng ngày càng này này, biểu tình gì mà vứt hết cả rác ra cổng trụ sở này này, oan này, oan thị màu. Sư dùng điện thoại nhỏ nháy ra xong rồi còn quay clip lại để mà tung lên mạng là phản động mà. Đùa cay các bạn gọi thật đấy. Hay xuống ca đi. Dạ. Xuống ca không? Bà ấy sao bà? Bà ấy sao bà? Như nào bà? Bà ấy như nào? Bọn cô vâng. Thì mất đất, mất cát, mất nhà cửa và nó còn vu khống, nó bắt con cô tù oan các cháu à. Như nào bà bảo từ từ bà tính nhá, bà kể cho tôi nghe từ đầu câu chuyện như nào. Bà ở xã Thương Hưu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Người ta là Hoàng Vân Chi, nó buôn bán giàu có, nó có tiền, nó buôn bán Trung Quốc giàu có, nó vu khống con tôi, đứa trẻ lên 5 tuổi. Các bạn làm gì ạ? Con yên để mà cô nói, nó vu khống con tôi, hiếp dâm trẻ em, đứa trẻ lên 5 tuổi, bản án nó khai 16 tuổi thành niên. Nhưng thực thà là con tôi bán có 20.000 tiền gỗ nạt, nhưng mà có 100.000 bạn mới thì mà cách đây 10 năm mà cháu ạ. Thế mà nó vu khống, nó bắt con cô, hiếp dâm trẻ em. Bản án nên cái đứa trẻ lên 5 tuổi, nó khai 16 tuổi thành niên, nó bắt em tù 10 năm mới thả về cháu ạ. Nhưng mà cô ơi, làm gì Việt Nam mình làm gì có cho ai đi tù 5 tuổi mà sao đi tù á? Không, nó vu khống hiếp dâm trẻ em. Đứa trẻ lên 5 tuổi con à. À nhưng mà đúng ra là nó là 16 tuổi gì? Không, nó có 5 tuổi cho con ạ. À. Mẹ nói con không nghe. Đứa trẻ 5 tuổi gia đình nhà cô em nó đi nhặt có bán có là vâng, mọi người có đang nghe cô nói không ạ? Ừ. Cô chào ta phát trực tiếp coi. Coi là hai có 20.000 tiền gỗ nạt thôi mà nó vu khống hiếp dâm trẻ em, đứa trẻ lên 5 tuổi, bản án công an và huyện Sơn Động, đây nào huyện Sơn Động cháu ạ. Huyện Sơn Động nó có anh em tòa án và công an. Và gia đình này có tiền buôn bán, nó mua chuộc hết, nó mới vu khống và bắt con cô tù 10 năm. Cô kêu lúc ông Trần Đức Lương còn làm chủ tịch nước. Đến bây giờ thì vừa rồi nó thả em về được 3 năm rồi cháu ạ. Nó thả em về 3 năm, bây giờ cô xuống đây cô đòi là quyền lợi và vật chất là tù oan. Thế mà hiện nay là cô đi kêu là 15 năm rồi ở trên Hà Nội này. Thế bây giờ chính quyền địa phương thì đã bảo chốt bắt rồi. Cứ bảo chốt bắt rồi, bây giờ thả em về là không muốn vui tay, không muốn bồi thường cho gia đình cô tí gì. Để cô nhờ các cơ quan pháp luật ở Việt Nam và cộng đồng thế giới để can thiệp vụ án gia đình cô thôi. Cô ơi, cháu cũng xin nói chuyện với cả cô như này nhá. Vâng. Bọn cháu chỉ là thanh niên thôi. Vâng. Bọn cháu là thanh niên Việt Nam. Vâng. Bọn cháu thực sự ra là không biết chuyện gì cả và bọn cháu không tin là Việt Nam mình có lẽ phải các bạn. Vâng. Còn đâu là nếu như mà cô nói như thế này thì là cháu thực sự ra là cháu cũng không biết được là cháu phải bênh cô hay như nào cả. Đây cô chở. Cháu không biết được cô, là cô cháu. Cô đưa cho cô cháu một bộ đơn. Cháu không cần bộ đơn đấy của cô. Ừ. Nhưng mà cháu sẽ là như thế này, cháu không tin. Là Việt Nam nhìn như thế nên là cô phải hiểu là tại sao rồi. Cô không mang đơn đến những cái cấp cao mà cô ở đây cô ăn vạ ở đây là làm cái gì? Không, cô đi 15 năm đưa các cơ quan này con à. Bây giờ này người ta bảo chờ đợi thì cô ở đây chờ đợi thôi con à. Để ăn mày ăn xin người ta cho một cái bánh mì hoặc người ta cho mì tôm mà cô ăn chờ đợi thôi. Chứ thực thà là bây giờ không giải quyết một ai cháu à. Đấy. Đây mọi người ơi, mọi người nhìn này. Mọi người nhìn này. Cô ơi, cháu xin phép nha, cháu bảo cháu để cháu gọi điện thoại đã. Khổ lắm con ạ. Mọi người có nghe thấy bà nói bao? Đúng rồi. Em đây nghe.
Mọi người có nghe thấy bà ấy nói nó rất có vô lý không? Làm gì mà là... Dạ? Bà này phản động rồi, bà này bà đi đâu rồi mà khóc như mưa này. Vậy mà vừa đi ăn xin bánh mì khóc như mưa này. Này nhìn này, mọi người chia sẻ cái clip này nhá. Không thể nào mà là điêu bằng cái mụ này cả. Báo bảo là con bà 5 tuổi bị bắt vì tội hiếp dâm. 5 tuổi làm gì luôn, là bị bắt rồi tội hiếp dâm mà bây giờ bà này. Bà này là mình xin từ chối là không chấp bà này luôn, mình lên xe luôn mình ngồi nhá. Bởi bà điêu thuyền mà mình không bao giờ mình dám mình muốn tuyên truyền cái gì cả luôn. Bà này, mọi người ơi, gặp bà này ở đâu thì là nhớ tránh xa và không được tiếp bà này nhá. Bà này là bà lừa đảo. Lại nhìn này, tôi lại mang cái trò mang đơn ra để khoe đơn, mới là để răng khẩu ngữ tố cáo này. Thấy không? Sư này, sư đang đứng chỉ tay này. Mạng kém quá. Sao mạng kém quá là như thế nào nhỉ? Kém quá. Nó báo à? Vâng anh ạ, mụ sư kia đúng là phản động luôn anh ạ. Bởi vì em vừa thực ra thấy bà chửi láo rồi là bà phát tiền cho bọn nó mà anh. Em đang ở Ngô Thị Nhậm anh ạ. Cô ơi, cháu không cầm đâu, không cháu không cầm đâu các bạn. Cháu không cầm đâu. Cứ đọc cho bác xem là người. Đừng đây, đâu rồi, đợi mình như nào. Cô ơi thôi nhá, cháu phải đi rồi các bạn. Cháu không cầm đâu. Cháu không cầm đâu các bạn. Cháu không cầm. Cô thông cảm là cháu không giúp được cô. Cô thông cảm nhá. Nhìn mặt cô cháu không tin tưởng được cô rồi. Cô cứ vừa ba vừa bẩn. Mọi người ơi đây nhá. Mọi người nếu có thời gian rảnh ra số 1 Ngô Thị Nhậm này mà xem bọn sư nó đang tuyên truyền phản động này. Này, có bộ sư Đàm Thoa này. Này, đấy nó đang lườm tôi này. Mày mày điên không? Tao điên lắm rồi, hay súng cà đánh cho nó trận đi. Đấy, anh Bảo Trâm ơi, anh lấy dữ liệu của clip này mà là anh làm dữ liệu cho anh nhá. Em vừa qua trực tiếp đấy anh ạ. Anh nhá. Vâng ạ, bây giờ em phải đi ăn cưới đã anh ạ. Xong rồi là có gì mình gặp nhau sau anh nhá. Em chào anh. Bạn anh ơi, em vừa quay được bà Đàm, em vừa quay thẳng bây giờ em lại đang đi mất rồi anh ơi, hay là để tối em quay được không anh? Giờ em lại đi, phải đi vào trong này có việc mất rồi. Bực mình các bạn sư thật đấy, sư giả ấy. Anh vừa quay được, anh ơi, đoạn đầu clip này của em là có lúc quay được mặt bạn sư nhỉ, đang đấy nhỉ, đang quay clip nhỉ, đúng không? Mà chúng ta thấy ra đúng không? Ok nhá mọi người nhá.